Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng thay lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về tìm năm số lẻ liên tiếp có tổng bằng 105. Thì mình lấy ví dụ để cho các bạn biết phân biệt đâu là số lẻ nha các bạn. Khi số lẻ là số có số tận cùng, hay nói cách khác đó là hàng đơn vị là 1 nè, 3 nè, 5 nè, 7 và 9. Nhớ hàng đơn vị là 1, 3, 5, 7, 9 là hàng đơn, là đó là số lẻ. Ví dụ như 1, 7, 9 thì hàng đơn vị đây là cái số tận cùng nằm bên phải. Được chưa? Thì đây là số lẻ. Ok chưa? Rồi, thì mình lấy ví dụ về năm số lẻ liên tiếp để các bạn hiểu được quy luật của nó. Số lẻ thứ nhất nè, 1 nè, tiếp số lẻ thứ hai nè, thì từ 1 mà các bạn muốn lên 3 thì các bạn cộng thêm mấy cộng thêm 2, lấy 3 trừ 1. Tiếp tục 5 nè, rồi các bạn để ý nha, từ 1 mà muốn lên 5 thì các bạn cộng thêm mấy cộng thêm 4 nè. Tiếp tục 7 nè, từ 1 mà muốn lên 7 các bạn cộng thêm mấy cộng thêm, lấy 7 trừ 1 được 6 nè. Rồi tiếp tục 9 nè. Rồi từ 1 mà muốn lên 9 thì các bạn cộng mấy cộng 8. Được chưa? Được chưa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 số lẻ. Vậy đề bài có cho số lẻ thứ nhất chưa? Chưa. Nên mình sẽ gọi tiếp là số lẻ thứ nhất. Vậy số lẻ thứ hai sẽ bằng x cộng 2 là số lẻ thứ 2. Tiếp tục x cộng 4 là số lẻ thứ 3. X cộng 6 là số lẻ thứ 4. X cộng 8 là số lẻ thứ 5. Vậy mình đã có 5 số lẻ rồi. Rồi các bạn chỉ cần tìm tổng của nó. Lấy x cộng 2, cộng x cộng 4, cộng x cộng 6, cộng x cộng 8. Vậy mình có là x nè, cộng x cộng 2 nè, cộng x cộng 4 nè, cộng x cộng 6 nè, và cộng x cộng 8 bằng cái đề bài cho 105. Được chưa? Rồi, thì các bạn kiểm tra x nè, 1, 2, 3, 4, 5 x, vậy là 5 nhân x, 2 cộng 4 bằng 6, 6 cộng 6 bằng 12, 12 cộng 8 bằng 10, xin lỗi, 12 cộng 8 bằng 20 nha các bạn. Vậy bằng 105. Rồi, đây bây giờ phép gì nhỉ? Đây là phép cộng nè, đây là số hạng và đây là tổng. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết nè, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết nè. Vậy 5 nhân x sẽ bằng bao nhiêu ạ? Ra 80, 85. Được chưa? Đây là quy về phép nhân nè, đây là thừa số nè, đây là tích. Vậy muốn tìm thừa số ta lấy tích nè, chia cho thừa số đã biết. Rồi, 85 chia 5 được bao nhiêu? Các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp mình. Được chưa? X chính là số hạng thứ nhất. Muốn tìm số hạng thứ hai, các bạn cộng thêm 2. Muốn tìm số hạng thứ ba, các bạn cộng thêm 4. Muốn tìm số hạng thứ tư thì các bạn cộng thêm 6. Muốn tìm số hạng thứ năm thì các bạn cộng thêm 8. Được chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment cho mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.